Ok anh em, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với trận tranh 3-4. Trận rao đấu đầu tiên giữa chiến đội chơi cho vui với lại chiến đội Tơ, vừa rồi đã thua. Và chúng ta vẫn thi đấu hình thức 3-3, chạm 2 win nha anh em ơi. Và hai chiến đội hãy Tơ và chuẩn bị vào trong anh em ơi. Trời ơi, nếu mà trận đấu này mà Phân Bụi gặp anh em đồng đường môn này, đây là trận đấu khó dành cho chiến đội Phân Bụi với lại anh em ơi Chùm Má Mì rồi anh em à. Trận đấu này rất khó dành cho Côn Đảo Phân Bụi như là Chùm Má Mì rồi. Gặp phải đường môn anh em đọc trong trận đấu này anh em ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi hai chiến đội vào trong nha anh em ơi. Hãy sẽ soi đồ lại cho anh em xem tổng thể nha. Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại set đồ của chiến đội Tơ. Đó là gồm cậu cả Hắc Bơ với lại năm độc chết không sợ. Đây anh em ơi, một trong những chiến đội toàn hợp mộc. Đây là trận đấu khó dành cho Phân Bụi. Trận đấu khó dành cho Phân Bụi hoàn toàn. Rất khó luôn nè. Sử một cái nỏ này anh em, mắt pin hoàn toàn em xem sơ qua nha. Giá trị kháng cả thủ 20, áo phục hồi kháng băng, nón thủ lý, và tay thủ lý làm chậm, đan thủ lý làm chậm, giày kháng hỏa, tóc, nhẫn kháng hỏa, nhẫn là làm chậm và ngọc bội làm kháng lôi, là kích nhẫn với lại đai lưng dòng 2. Và đây là năm độc. Cho trong đoạn này Phân Bụi chất bóc lượng ngây là chắc chắn 100% rồi nè. Năm độc này đang sử dụng một cái đào tóc 30-16-100, nón thủy, áo hỏa. Rồi gia truyền kim chỉ kích được dòng 1 anh em, kháng hỏa và băng 6 mà thôi. Ở tay phòng thủ lý và dây phòng thủ lý. Đây lần kháng băng chúng độc và nhận không phải chúng độc. Ngập bội làm chậm 40 và ngập nhẫn làm chậm quên nhẫn kháng lôi 30. Và đây là set đồ của cao thủ Phân Bụi Côn Lôn Đao. Trận đấu rất khó anh em, rất khó Phân Bụi anh em. Trận đấu này mà Phân Bụi win thì không có gì phải đỡ phải nói anh em. Nếu mà win thì phải gọi là cao thủ giỏi lâm luôn nè. Tóc 30-16-100 cho 40. Khải cũng tùy server Phúc Hồng ơi, tùy server anh em. Tí nữa mà server nào lên ngôi thì Khải sẽ cho anh em xem. Áo kim, dây chuyền kim, đai kim, nhẫn kim. Tính ra này 5 món kháng động nè, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, nên thấy ghê chưa. Rồi, bao tiền thủ lý, các bội làm chậm, nhẫn mọc, dây mọc, đó. Và đây là sơ đồ của Nga Mi Chùm Mã Mì. Một bên là Nga Mi Công Lôn, một bên là Nam Độc. Với lại đường môn anh em, trận đấu chúng ta chính thức bắt đầu. Anh em đang xem thì đừng quên cho một like chia sẻ ủng hộ cho cao thủ Phân Bụi trong trận đấu này thử xa nha anh em ơi. Đừng quên ủng hộ like chia sẻ mạnh anh em. Có vẻ như là Côn Lôn đã kịp thời cắt bùa lên được hai đối phương hợp mộng. Đó là cậu cả Hắc Bơ với lại Nam Độc chết không sợ đây. Nghe Mi ở bên ngoài chúng ta thấy là Nghe Mi Chùm Má Mì đang chủ đạo tập trung đam về hướng anh Nam Độc chết không sợ. Và cũng như là đường môn. Trận đấu này cũng chúng ta cùng đợi xem liệu Côn Lôn có bốc lưỡng nghi trong trận tranh 3-4 này hay không. Những đồng đào 9x đã được đánh ra đến hướng của anh Côn Lôn Phân Bụi rồi. Những đồng đào của Phân Bụi đang giữ chân anh đường môn cực kỳ tốt. Và vòng lưỡng nghi đầu tiên đã xuất hiện đến vị trí của anh Côn Lôn Phân Bụi. Dòng đào tiếp tục nào, dòng đam tiếp tục thì chắc chắn với em rằng dòng lưỡng nghi này sẽ không còn tác dụng. Lưỡng nghi chỉ khoảng hơn được 15 giây mà thôi anh em ơi. Trong thời gian 15 giây mà xuất hình 15 giây nhưng mà phục hồi lại thì hơn 20 giây nữa thì ít nhất phải 30 giây thì mới có thể đài được cái skin lưỡng nghi anh em à. Tiếp tục dòng đam Phân Bụi thì Khải nghĩ trận đấu này sẽ cực kỳ nhanh cho chiến đội của Tơ. Thì nói chúng ta cho qua hơn 1 phút 20 giây. Hiện tại chúng ta đã thấy rằng bên cao thủ Phân Bụi đang có lượng kháng độc cực kỳ tốt. Lên đến 5 món kháng độc 25 và kèm theo chuyện kháng cả 20. Không biết người ta sẽ chủ đam ra sao. Với lại hơn 80 thời gian kháng độc. Đặc này đang có 80 thời gian kháng độc nha em. Đâu rồi? Đâu, không có thời gian kháng độc luôn, sao đây nè. Chỉ có kháng độc cao mà thôi. Pha rồi chúng ta thấy được đường môn đang đứng có vẻ như là bị dính đam hoàn toàn. Dính đam đến từ vị trí của Phân Bụi nhưng là Nghe Mi Chùm Má Mì. Có vẻ như Phân Bụi là Chùm Má Mì đang chủ trường đam mạnh hướng của anh đường môn cực kỳ nhiều. Bên ngoài này Nam Độc đã đánh những đòn bắt độc rồi. Có vẻ như Khải thấy rằng trong trận đấu này Nam Độc thiếu đi cái bùa âm kháng độc nên là không được hiệu quả cho lắm anh em ơi. Âm bùa kháng độc rồi. Không ok, và anh ta cũng đã kịp thời cắt bùa. Bùa kháng độc, âm kháng độc, âm phòng thủ lý luôn. Nam Độc này cắt đến 2-3 bùa lận em ơi. Kèm theo bùa thời gian trúng động nữa thì Nam Độc đã có đến 3 bùa. Hello Khôi TV Đinh nha, hello anh em.
Ok Quỳnh Mai, hello Quỳnh Mai nha. Chúc tất cả anh em cũng như là Quỳnh Mai một buổi tối xem live vui vẻ nè em ơi. Trận đấu này đang được diễn ra khá là tốt. Cho đến giai điểm bây giờ thì Văn Bùi đang chủ đạo quá cực kỳ tốt luôn em ơi. Không gì để phải chơi nữa đây mà. Nếu như mà không kết thúc được con lồn thì đây sẽ là một trận đấu khó dành cho hai hờ mộc của chúng ta. Cho đến bây giờ đã hơn 3 phút thì hai hờ mộc chúng ta vẫn không thể nào kết thúc được con lồn Văn Bùi. Những pha đào trên ít của anh con lồn đang giữ chân đường môn cực kỳ tốt, kèm theo những pha phong xương tốt ảnh của em ơi chùm má mì thì chúng ta có thể thấy rằng đường môn chỉ có thể đứng đơn người ra mà thôi. Bành trốn hồn mơ. Và các bạn như đường môn đã hết máu rồi. Đường môn hết máu rồi nè. Mốc ơi xin vĩnh biệt cậu và xin chúc mừng. Phong Bùi đã kết thúc được cao thủ đường môn đối phương. 30 chưa phải là tết em biết chưa anh em, 30 chưa phải là tết em ơi. Chúng ta có thể nghĩ rằng hai hợp mộc có thể ăn được cùng luôn. Nhưng mà không, đó chỉ là một pha dự đoán mà thôi. Và bây giờ chỉ còn mỗi mình chết không sợ mà thôi em ơi. Rồi liệu Nam Động này sẽ ra sao? Có vẻ như con lồn hết máu. Có vẻ như con lồn hết máu. À bút máu được rồi, bút máu rồi. Một pha cover bút máu quá hồi quả đến từ vị trí của chùm máu ơi. Anh em có thấy gì không? Con lồn đang hết máu anh em à. Con lồn đang hết máu là anh em thấy không? Chùm máu ơi. Chùm máu ơi đã vừa thời kịp thời búp cho anh Phong Bụi rồi. Liệu Nam Độc này một vết ai có thể kết thúc được Phong Bụi hay không? Nam Độc biết còn máu không? Nam Độc biết còn máu không? Có vẻ như Nam Độc đã hết máu. Chúng ta cùng chờ đợi xem liệu Phong Bùi cũng như là Nghe Mi có thể đánh được không. Hiện tại Phong Bùi đang đứng ở phía sau Nghe Mi đỡ có thể né trong đồng đam bắt độc cũng như là né đồng đam đến từ vị trí Nam Độc. Và anh ta đang đứng từ vị trí khá là xa, cover cực kỳ tốt và chỉ đỡ cho anh Nghe Mi đam hoàn toàn 100%. Đây một pha đánh khá, một pha đánh cực kỳ thận trọng đến từ vị trí cùng luôn Phong Bùi chúng ta. Khải dự đến dị tính rằng 100% cùng luôn hết máu rồi nè em ơi. Cùng luôn hết máu 100% chuẩn xác luôn nha anh em, không thể nào mà sai được. Không dám đánh luôn em ơi, không dám đam luôn em ơi. Hết máu hết mana luôn, con lồn hết máu hết mana luôn em ơi. Tầm này thì chưa đứng cover nhẹ nhẹ cho anh Nghe Mi bắt giữ Nam Độc mà thôi. Và kèm theo những bùa âm tốc độ di chuyển và cũng như âm thời gian, chậm âm thời gian chó mà kèm theo bùa khí tâm phù. Đỡ thật bắt dính Nam Độc cách cực kỳ tốt. Quá hay, trận đấu này quá hay. Vỗ tay cho Phong Bùi anh em à. Không biết Nam Độc còn máu không, Nam Độc có vẻ như đang dần dần tụt máu. Nam Độc đã hết máu rồi phải. Vẫn còn máu được không? Nam Độc vẫn còn máu được không? Nhưng mà hiện tại bây giờ chúng ta đã thấy rằng Nam Độc chỉ có thể đứng đơ người ra mà thôi. Kèm bùa âm làm chậm âm làm chón và kèm bùa khí tâm phù, kèm với skin phong xương tố ảnh thì Nam Độc chỉ có thể đơ người ra mà thôi. Đúng rồi, con lâu hết bên này hết máu rồi nè mà. Chúng ta còn hơn 20 giây cuối cùng. Và đây là pha kết thúc cuối cùng, liệu kết thúc được không? Và không kết thúc được nhưng mà lượng đam của bên chiến đội Phân Bụi đã win nha em ơi. Và chúng ta xin chúc mừng Phân Bụi đã win 1-0. Rất hay dành cho chiến đội Cung Lôn và Ngày Mây. Chơi cho chơi vui, win nha em ơi. Chơi cho vui. Xin chúc mừng 1-0 dành cho chiến đội của anh Phân Bụi. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi trận đấu thứ hai được diễn ra ngay bây giờ. Ok và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với trận tranh 3-4 trận đấu thứ hai. Trong trận đấu đầu tiên thì chiến đội Phân Bụi đã win cho mình 1-0, một pha đánh cho dành cho anh Công Long Đao Phân Bụi với lại Chùm Má Mì cực kỳ tốt. Liệu trong trận đấu này thì anh Chùm Má Mì với lại Phân Bụi sẽ làm gì đây? Anh em cùng chờ đợi trong giây lát, trận đấu chúng ta sẽ được diễn ra sau vài chục giây nữa mà thôi. Đây anh em cùng xem là set đồ của hai cầu thủ chiến đội Tơ nè, vừa rồi thua khá đáng tiếc nè mà. Ăn đường môn đó, mắt binh hoàn toàn với lượng phòng thủ lấy một món, hai món,
ba món thủ lý và dây tóc kháng hỏa, nhẫn kháng hỏa, nhẫn làm chậm và ngọc bội kháng lôi. Đây là anh em đọc. Nhiều anh em dự đoán rằng nếu anh em đọc chuyển thành trưởng thì có thể đánh được, thì cái đó cũng là dự đoán của anh em thôi, chứ mình cũng không biết được anh em à. Đang sử dụng một cái đao tóc 30 biên sát, nón thủy, gia diện kháng cả kim, bao tay kháng hỏa phòng thủ, đai lưng phòng thủ, đai lưng kháng thổ, không banh và nhẫn độc nhẫn cũng vậy, giày phòng thủ và áo phòng thủ, nhẫn kháng lôi, ngọc bội 540. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đấu thứ hai của trận tranh 3-4 này của giải đấu sông tiền sát thủ liên server. Anh em đang xem đừng quên cho một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi. Và trận đấu chúng ta chính thức bắt đầu. Chúng ta thấy rằng hai hợp một vẫn đang chủ đam hoàn toàn về hướng của cung luôn. Trận đấu đang diễn ra khá là ok. Hiện tại đường môn đang kẹp dắt từ 12 giờ này em ơi. Hiện tại đường môn đang kẹp từ 12 giờ và các bạn như Nam Độc đã chính thức nữa. Có vẻ như Nam Độc hôm nay trong giao đấu thứ hai này đã đánh về hướng trưởng rồi em ạ. 100% đánh hướng trưởng rồi. Hiện tại hai người đang chủ trương đam về hướng của đang 20. Đam hướng 20 chùm 30. Đó, chúng ta vừa trôi qua hơn 1 phút rồi em ơi. Hiện tại chúng ta thấy rằng em My chùm má My đang ăn đam hoàn toàn. Và các bạn như bỏ qua phân bụi luôn em ạ. Hiện tại hai ạc hờ mọc bỏ qua hoàn toàn phân bụi luôn em ơi. Bỏ qua hoàn toàn phân bụi luôn em. Bên ngoài thì nghe My đang đam hoàn toàn hướng của đường môn. Chùm má My đang đam hoàn toàn đường môn và cũng như là cung lôn. Hiện tại cũng như là đầu đầu tiên thì anh cung lôn và nghe My đang chủ đạo đam vào hướng của đường môn đầu tiên nha em. Cố gắng dứt điểm đường môn đó nè em ơi. Em thấy chưa? Đường môn đang khá là thốn máu. Đường môn đang khá là thốn máu. Nếu như trong trận đấu này mà phân bội tiếp tục win thì đây sẽ là một trận đấu cực kỳ hay dành cho anh cung lôn đao với lại nghe My chùm má My này. Trận đấu chúng ta đã trôi qua hơn 2 phút. Nam Độc đang hoàn toàn đang những đòn đầm âm phân thực cốt và thường xuyên bị bắt chón bởi phân bụi này mà. Chón liên tục, hai bên cao thủ chón liên tục. Đường môn đang bị kẹp thịt ta ngay dắt 3 giờ bởi nghe My chùm mã My lại phân bụi anh em ơi. Đường môn thì chúng ta thấy rằng vẫn có cơ hội đam nhưng mà cực kỳ khó. Lâu lâu chỉ có thể nhích ra được một đòn đam bảo vũ mà thôi. Chúng ta còn hơn 3 phút. Chúng ta còn hơn 3 phút. Phải rồi, Khải cứ nghĩ đường môn bốc hơi nè em ơi. Mà phải rồi, nó bị chón rồi nè, nó bị chón rồi nè. Những đòn âm phong của Nam Độc cho đến bây giờ vẫn không được hiệu quả lắm. Và phải rồi, chúng ta thấy rằng đường môn cũng đã cứu được phân bụi rồi. Quá xuất sắc. Và bây giờ chỉ còn mỗi mình chùm má mình mà thôi. Một với hai, liệu nghe mây sẽ làm gì trong tình huống này? Còn 1 phút 30 giây Hưng ơi, 1 phút 30 giây. Ok. Anh canh giờ rồi đánh. Rồi xong. Bằng 1, bằng 2 xài xuống lại 6 giờ, bằng 2 xài xuống lại 3 giờ. Rồi chúng ta xin chúc mừng chiến đội đường môn. Đó là chiến đội Dota đã win cho mình một điều anh em ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với đấu thứ 3, sẽ là đấu chung cuộc. Ai sẽ là lên ngôi hạng 3 của mùa này anh em ơi. Và xin chúc mừng chiến đội Tơ và vừa rồi đã win một đều nha anh em ơi. Xin chúc mừng. Ok anh em ơi, bây giờ chúng ta sẽ trở lại với đấu thứ 3. Sẽ là đấu chung cuộc của hai chiến đội Tơ với lại chiến đội chơi cho vui nha anh em. Tại rồi thì ở đấu thứ 2 chiến đội Tơ đó là cầu cả hát bơ đường môn với lại chết không sợ.
Nam Độc đã win được con Long Đao phân bổ lại anh em ơi, chùm má mì anh em ơi. Sau khi kết thúc được phân bổ thì anh em ơi chùm má mì coi như là 1-2 không thể nào làm được gì. Và chúng ta cùng xem lại sơ đồ của chùm má mì. Anh em ơi anh em. Bên sắc chón, khăn mộc, khăn lôi, áo kim, dây chuyền kim. Đây khăn băng chống độc, nhận khăn băng chống độc. Và thằng thủ lý làm chậm, ngọc bội làm chậm. Nhận khăn lôi và dây khăn lôi đó. Còn đây là con lôn phân bụi nè. Con lôn phân bụi thì lượng khăn độc cực kỳ cao, với 5 món khăn độc 1, 2, 3, 4, 5. Đó, lượng con thủ lý từ bao tay với lại làm chậm từ ngọc bội có mình 80 chậm. Và khăn lôi từ nhẫn và dây. Đó, đao tóc 30 bằng sắt. Đó giờ thôi nè. Và bây giờ thì anh em xem tiếp tục set đồ của Nam Độc chết không sợ. Trong trò đấu thứ hai thì Nam Độc chết không sợ đã chuyển về Nam Độc trưởng. Liệu trong trò đấu này thì Nam Độc sẽ đánh hướng nào đây anh em? Anh em cùng chờ đợi xem thử nha. Đánh hướng trưởng thì tính ra đánh hướng trưởng thì cung lôn sẽ bốc hơi nhanh hơn nè. Cung lôn phân bổ sẽ bốc hơi nhanh hơn. Đây là đường môn. Và trận đấu chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Rồi hiện tại bây giờ chỉ còn vài giây để bắt đầu đấu thứ ba, sẽ là đấu chung cuộc này mà. Nam Độc đang dần cách bùa lên hướng của nghe mi chùm má mi, cũng như là phân bùa cũng đã cách bùa lên được con lôn rồi. Sau đây con phân bùa đã cách bùa lên được đường môn rồi. Nam Độc đang cố gắng cách bùa lên cao thủ phân bụi và đã xuống ngựa. Hiện tại đường môn đang bị anh hai đam đến từ vị trí của phân bùi cũng như là nghe mi chùm má mi. Đang đam cực kỳ thốn. Pha rồi đường môn chỉ còn nửa máu rồi thôi. Và pha rồi đã bốc hơi lượng nghi. Phân bùi đã xuất hiện skin 12x đầu tiên trong trận đấu thứ ba này. Nam Độc chết không sợ đang đam những đòn âm phong thực cốt đến vừa hướng của anh cùng lôn cực kỳ thốn. Bốc lượng nghi trong những giây phút đầu tiên. Đường môn cậu cả vẫn đang đứng một chỗ, đam hoàn toàn và có thể trụ đam. Đỡ thở cho anh Nam Độc bên ngoài đang thọ sức tung hành. Phong bụi đang ăn đam những đòn phong xưa âm phong thực cốt cực kỳ đau. Và có vẻ như là trên cung lôn khải thấy thiếu đi cái bùa âm thời gian đúc độc thì phải. Nếu mà đánh không có bùa thời gian đúc độc sao mà đánh đây Nam. Thì nói chúng ta cho qua 1 phút 20 giây. Cho đến bây giờ thì sự khá là châu bò đến từ vị trí của phân bụi. Không biết trong này trận đấu này sẽ ra sao đây. Khải cảm giác rằng phân bụi đang trụ đam cực kỳ tốt. Phân bụi là một trong những con lôn anh em đang đánh giá khá là cao vậy anh ta. Đã trôi qua hơn 2 phút, vẫn chưa ai có thể bốc hơi. Liệu cậu cả Hắc Bơ hay là phân bùi sẽ là người đột tử đầu tiên? Nếu một trong hai người đó chết thì Khải nghĩ rằng sẽ có một trận đấu cực kỳ nhanh. Tại vì đó là một trong những hai đối thủ đam chính của team. Khá là tốt, khá là tốt, khá là tốt. Đã cho qua gần 3 phút, đã cho qua gần 3 phút. Đã cho qua gần 3 phút. Trụ quá tốt. Và có vẻ như là chiến đội Nam Độc và đường môn đã win em à. Rất đáng tiếc cho chiến đội phân bùi chúng ta. Pha rồi thì Nga My đã bị đột tử nè. Nga My đã bị đột tử đầu tiên. Và chỉ còn mỗi mình con lôn cuối cùng. Và sau khi Nga My chết đi thì con lôn đã bốc hơi luôn. Rất đáng tiếc. Và chúng ta xin chúc mừng chiến đội Tơ Tơ. Đó là gồm cầu cả với lại chết không sợ đã giành lấy cho mình hạng 3 của giải đấu sân thiệt sát thủ liên server này. Và hạng 4 đó là chiến đội chơi cho vui. Đó là gồm phân bội với lại
chùm máng mây anh em ơi, rất đáng tiếc, và chúng ta xin chúc mừng. Và chúng ta sẽ trở lại với trận tranh chung kết sau vài